Theo một truyền thuyết không được chính thức công nhận về giáo hội Công giáo, chén thánh là một cái chén, dĩa hoặc ly mà Chúa Giêsu sử dụng tại bữa tiệc biệt ly. Trong 2000 năm qua, có nhiều tin đồn rằng chén thánh chứa đựng nhiều sức mạnh và quyền lực vô biên. Ai sở hữu chén thánh đều có tài năng xuất chúng vượt bậc. Vì trong buổi tiệc đó, Chúa Giêsu đã dùng quyền phép biến rượu trở thành máu thánh. Hầu hết mọi người đều tin rằng chén thánh là một vật thần thoại và hoàn toàn không có thật trên thực tế. Trong số những người tin rằng chén thánh là một chiếc cốc thật, có nhiều giả thuyết khác nhau về việc chén thánh đang ở đâu và liệu chén thánh đã được tìm thấy hay chưa. Có rất nhiều nơi tự nhận rằng mình đang cất giữ chén thánh, từ Anh, Ý, Tây Ban Nha cho đến cả hội hiệp sĩ dòng đền. Tuy nhiên, đây vẫn là một báu vật bí ẩn và chưa có lời giải đáp thỏa đáng.